Xin chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom và mình là Thương. Bài tập hôm nay sẽ là một bài tập ngắn khoảng 30 phút. Mình tập trung vào các động tác làm cho bạn thư giãn phần vai gáy, giảm cái sự căng cứng của bả vai khi mà bạn ngồi máy tính nhiều hoặc bạn ngồi làm việc nhiều hoặc là bạn ngủ bị say thế vào buổi tối. Thêm một vài cái động tác thư giãn và kéo giãn cái đùi hai bên và làm săn chắc cái đùi của mình nữa. Bài hôm nay mình tập bằng một cái thảm tập yoga mới. Thực ra là không mới nữa đâu, mình đã dùng thử cái thảm này trong vòng một tháng rồi và mình cực kỳ hài lòng luôn đó mọi người. Thảm này là thảm D Lifestyle của công ty D Lifestyle Việt Nam. Thì có hai thứ mà mình rất thích ở thảm này, thứ nhất là độ bám rất là tốt. Hồi trước mấy bạn hay hỏi cái thảm tím tím hồng hồng mà mình mua ở đâu á, là mình mua ở nước ngoài mang về. Nhưng mà thảm này ở Việt Nam, bán ở thị trường Việt Nam thì bám rất là tốt, bám y chang như cái thảm cũ của mình luôn. Cái thứ hai là độ dày cao su rất là dày, rất là chắc, cho nên lúc mà chống đầu gối nó không bị đau á. Và một điều đặc biệt nữa là D Lifestyle cam kết là các thảm của họ rất là những cái hóa chất, những cái phụ gia sử dụng để làm ra cái sản phẩm này thật là an toàn và phù hợp với cả người lớn, cả trẻ em. Mình cho Úc La tập trên cái thảm này luôn, cũng không hề lo lắng gì á. Nếu mà bạn mang đi studio để tập hàng ngày thì có thể hơi nặng một chút, trừ khi là bạn có xe hơi. Còn nếu mà bạn tập ở nhà như là bạn đang tập trước YouTube vậy nè, thì nên đầu tư một cái thảm như vậy ha. Bạn để ở góc nhà rồi mỗi ngày trải ra tập thôi, rất là đã luôn đó mọi người. Mình để cái link cái website của công ty ở dưới, bạn vô đọc tham khảo rồi nếu muốn mua thì cứ nhắn tin mua hoặc là nhắn tin cho mình gửi cái code giảm giá cho bạn mua nha. Nào, mình bắt đầu cái bài tập hôm nay bằng một vài cái động tác hít thở, một vài cái bài tập thở nghỉ ngơi, yên tĩnh cái tâm trí một chút nha. Nào, ngồi thẳng lưng lên, thả lỏng vai, cánh tay, mở lồng ngực mình ra. Sau đó mình hít một hơi dài. Nào, thở ra. Và bạn nhắm mắt lại. Mỗi khi nhắm mắt, hãy hướng vào thế giới bên trong của mình. Bắt đầu bằng một vài nhịp hít và thở dài qua mũi của mình nào. Cảm nhận lồng ngực mình mở rộng. Hơi thở mình vào thật sâu. Mình cảm nhận khí đi qua lỗ mũi khi mình hít vào và đẩy nhẹ qua mũi khi mình thở ra. Vừa hít thở, mình vừa chỉnh lại vùng lưng của mình, cột sống của mình ngồi thoải mái hơn, không ưỡn về trước hoặc là không cong về phía sau. Giữ hai mông của mình nặng xuống sàn, tạo cái sự liên kết của cái bệ ngồi với mặt thảm yoga. Mình giữ yên tĩnh một chút, tập trung vào hơi thở dài một chút. Bạn có thể hít thở 3 thì. Hoặc nếu bạn chưa biết thì hãy hít thở dài cái hơi thở ra. Miệng là hơi thở của mình sâu và đều là được.
Nào, thư giãn gương mặt của mình và mở nhẹ hai khóe miệng. Mình mang một nụ cười nhẹ cho gương mặt. Hãy giữ hơi thở dài, hãy giữ sự thoải mái, thư giãn của gương mặt trong suốt cái bài tập hôm nay nha. Cùng nhau mình hít vào một hơi dài. Rồi mình thở dài ra. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Nào, mình bắt đầu một vài động tác khởi động cho bài tập hôm nay nha. Nào, hãy tập trung vào một vài động tác khởi động cho vùng cổ vai một chút ha. Mở ngực mình ra một chút, hãy tay chắp về trước lồng ngực. Nếu bạn mỏi chân, hãy đổi cái tư thế gác ha. Giữ sự thoải mái của ngực và vai. Hai tay giữ nguyên chắp hoặc là bạn khóa cái ngón cái của mình với nhau nè. Vươn về trước, hít vào nào. Vươn tay rướn lên. Và lúc thở ra, mình sẽ hạ nó về sau gáy của mình. Hạ xuống gáy. Mình xoay về phía ngang cho mọi người nhìn thấy phần lưng phía sau nha. Và lặp lại nào. Giữ lưng thẳng nào, nhắm mắt, đem hết cảm nhận vào vùng vai của mình. Vươn về trước. Hít vào, vươn tay lên. Thở ra, hạ vào sau gáy. Nào, hít vào, vươn tay lên. Thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rướn lên. Hạ xuống. Hai nhịp nữa nào. Rướn lên. Hạ xuống. Và nhịp cuối cùng rướn lên. Rồi mình hạ về phía sau. Nào, gỡ tay ra và mình lồng các ngón tay đan vào nhau. Và mình đưa vào dưới gáy, ôm vào sau vùng cổ của mình. Hai cái ngón cái duỗi dài về theo cái cột sống này. Chỉa cái ngón cái xuống mặt đất á. Và mình mở nhẹ cái cùi chỏ ra. Mở ra. Lúc này lồng ngực của mình mở rộng. Bạn có thể lắc lư nhẹ một chút xíu. Lắc phải, lắc trái một chút. Không có gì chẹt hay là cấn ở sau vai hết ha. Nào, giữ nguyên và cái lưng ha. Mình sẽ di chuyển cái cùi chỏ thôi. Nào, hít vào nè. Ưỡn cùi chỏ ra. Thở ra, khép cùi chỏ về phía trước. Giữ nguyên lưng, mình chỉ di chuyển cùi chỏ thôi các bạn. Hít vào. Mở cùi chỏ rộng ra. Thở ra, đóng cùi chỏ về phía trước. Tiếp tục nha, hít. Thở ra. Hít. Nào, cố gắng mở sâu hơn, cùi chỏ bệnh ra phía sau nhiều hơn. Thở ra. Ba. Thở ra. Hai. Thở ra. Nhịp cuối cùng nào, hít vào. Và thở ra. Mình kẹp cùi chỏ về phía trước. Lần này mình sẽ di chuyển toàn bộ lưng theo hơi thở của mình. Nào, cuộn nhẹ vùng bụng lại, cuộn sâu. Cuộn sâu, nhìn xuống phần mặt đất, viền tam giác ở giữa hai cái ống chân của mình. Và mình khi mình hít vào ha, ưỡn lồng ngực lên, mở ra. Nào, mở ngửa cái cùi chỏ ra và nhìn trách lên trời. Hít vào. Và mình cuộn sâu khi mình thở ra. Nào, cùi thở ra. Hít vào.
Thở ra. Tiếp tục nào, hít. Thở. Hít. Thở. Mở lồng ngực nhìn lên. Đóng lại nhìn xuống. 3 lần nữa nào, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng nào, hít vào. Và mình thở ra. Sau đó hít vào. Vươn về vị trí giữa trở lại với cánh tay mở ngang ra. Từ vị trí này, mình sẽ nghiêng về hai bên ha. Nghiêng qua phải, qua trái. Nào, rớt cái cùi chỏ qua phải. Rồi qua trái. Nào, cảm nhận cái sự căng giãn của vùng lườn một chút xíu thôi. Và nhớ vẫn hít thở đều nha. Hít thở chậm rãi nào. Và mình nâng lên. Từ đây bạn mở ngang cái chân bên phải của mình. Chân trái mình khép vào trong. Và mở ngực giữa đây. Bạn có thể mở cái chân phải này theo cái khả năng của mình. Có thể ở đây, có thể rộng hoàn toàn ra. Cách nào cũng được hết nha. Nào, mở lồng ngực ưỡn ra. Mình sẽ nghiêng từ từ cho tới khi cùi chỏ chân bên, cùi chỏ tay phải chạm vào đầu gối chân phải của mình nào. Xuống từ từ. Nếu bạn không chạm xuống được tới cũng không sao hết. Xuống. Nhìn lên. Nâng lên. Đừng quên chỉ cái mũi chân trái lên trời luôn ha. Mình lặp lại một vài lần. Nào xuống. Nhìn lên trời. Nâng lên. Tiếp tục. Nào xuống. Nâng lên. 2 lần nữa nha. Nào nhẹ nhàng xuống. Nâng lên. Và nhịp cuối cùng. Nào nhẹ nhàng xuống. Và mình giữ ở đây. Nào gỡ tay trái của mình ra, vươn lên trời. Gỡ tay phải, đưa hai ngón tay móc lấy ngón chân cái dưới sàn. Và giữ lồng ngực mình mở ở đây. Sau đó mình kéo tay trái theo mang tay của mình. Nào bắt đầu kéo giãn ra. Đừng úp về phía trước, hãy mở về phía sau và ngẩng mặt nhìn lên. Cảm nhận cái độ nhẹ một nhịp nữa nào. Rồi mình nâng lên, duỗi cả hai tay, vươn người mình nâng lên. Nào nhìn lên trời, mở ngực, ưỡn lưng nhìn lên. Sau đó mình cúi về phía trước và chạm cùi chỏ mình xuống mặt sàn. Thở ra, hai bàn tay chạm và hạ cùi chỏ mình xuống luôn. Giữ đây một chút xíu, nếu bạn dẻo hơn hãy nằm rạp hoàn toàn xuống sàn, bò hai tay ra ra và nằm rạp sâu xuống. Nếu chưa được, phần háng còn mỏi quá, còn căng quá, hãy giữ cùi chỏ và nhìn chéo về phía trước như vậy. Sau đó nhẹ nhàng chống bàn tay. Và nâng người mình lên, vươn lại hai tay lên trời. Hít vào. Và gỡ, thở ra. Mình đổi cho chân bên kia nào. Kéo chân bên phải của bạn vào. Và mở ngang chân bên trái ra. Hai tay lại giấu vào sau gáy. Lồng các ngón tay đan lại nào. Mở cái lồng ngực ra. Nào nghiêng qua trái. Lên. Nghiêng qua trái.
lên. Đừng úp người về trước như vậy ha, như vậy nó sẽ không có tác dụng vào vùng lườn. Hãy mở ra. Rồi lên. Ba nhịp nữa nào. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Nhịp cuối cùng nha. Nào xuống. Mình giữ ở đây nè. Chạm với cùi chỏ tay trái, rơi ngón cái, móc lấy chân, gỡ tay phải, chuyển lên. Sau khi bạn cảm nhận được cái lưng và vai chắc rồi nè, ép tay bên phải của mình theo mang tay và mình nhìn lên trời. Một hơi thở nữa nào, rướn căng cánh tay bên phải của mình ra. Sau đó cả hai tay vươn lên trời, nhìn lên, đổ về phía trước nha, nhẹ nhàng cúi về trước, chạm tay, hạ cùi chỏ của mình xuống. Nào thay vì còng lưng, hãy ưỡn ngực rướn về trước, giống như là mình nhìn chéo vào một địa điểm xa xa và rạp cái ngực xuống thì thấy cái lưng mình nó căng ra. Nào hít thở dài. Một hơi thở nữa thôi, nào hít vào sâu. Và thở ra mình nâng lên, chống tay. Nâng người vươn hai tay lên trời lần nữa. Hít vào. Và gỡ hai tay hạ xuống, thở ra. Động tác tiếp theo mình sẽ quay lưng lại, tại vì nó sẽ dễ nhìn hơn cho mọi người. Từ vị trí này bạn mở ngang hai tay ra, hai chân gập vào, lắc lư bên phải bên trái. Giống như là tư thế đầu bò, nhưng mà mình không vươn lên, không nắm tay hoàn toàn ha. Tay phải mình giấu vào sau gáy, tay trái mình giấu vào sau thắt lưng. Mình không cần móc tay vào nha. Một nhịp nè, dang ra, đổi qua bên kia nè. Tay trái giấu sau gáy, tay phải giấu sau lưng. Và mình sẽ lặp lại như vậy với cái tốc độ nhanh hơn một chút nha. Lên, úp giờ. Lên, vào. Nào một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, ba mươi. Rồi, dang ngang tay trở lại, lắc lư tay. Sau đó mình lồng tay đan chặt vào sau lưng của mình. Hai tay móc chặt lại, nắm chặt vào nào. Ưỡn lồng ngực mình rộng ra. Mở ngực nhìn trách lên. Sau đó duỗi nhẹ về phía trước. Không cần vào sâu quá, cũng không cần còng lưng. Độ chéo về phía trước. Chừng này chắc là 45 độ nào giữ ở đây. Mình không biết mọi người thế nào, nhưng mà cái cảm giác bế con ngồi, ngồi cho con bú và bế con nằm cái phần vai trên của mình rất là đau. Thì những cái động tác này là những cái động tác giúp mình giãn được cái sự căng cứng của phần vai phía trên rất là nhiều luôn á. Mình nghĩ là những bạn ngồi làm việc văn phòng mà dùng cái vai còng về trước để mà đánh máy tính thì cũng sẽ bị y chang thôi ha. Nào cố gắng tập trung kéo căng cái cánh tay về sau, rướn cái vai về phía trước nào. Mình hít thở một nhịp nữa nào, một nhịp thật sâu cùng nhau. Rồi mình thở ra và gỡ tay chống về phía trước. Mình sẽ vào tư thế chấu mặt này. Thảm của T-Style nó có cái đường kẽ rất là hay. Hai cái đường kẽ phía trước cho mình để tay, và hai cái đường kẽ phía sau để mình để chân. Nào duỗi về phía sau, mình thì hơi lùn cho nên không có khớp vô cái đường kẽ đâu. Nhưng mà nó có cái định tuyến như vậy để mình có được cái ý thức là đặt tay đặt chân cho nó vào vị trí chính xác á. Lắc lư vai và lưng nhẹ nhàng. Hồi nãy mình nói ha, thẹp này có cái độ bám rất tốt. Bạn có thể nhìn cái khả năng mà cái bàn tay mình nó giữ được chắc cái sàn này, và cái bàn chân mình nó giữ chắc về phía sau này. Bạn đợi bao nhiêu nó cũng không trượt luôn. Nào, lắc lư nhẹ nhàng trong tư thế chấu mặt. Sau đó mình đứng bằng cái mũi chân, khuỵu nhẹ cái đầu gối. Mình đẩy cái mông cao lên nữa và duỗi hết dài vùng lưng của mình về phía sau.
rồi nhẹ nhàng vươn về tư thế tầm ván nào. Hai tay chống chắc, vươn vai về phía trước mình vào tư thế tầm ván. Đẩy ra sau, tư thế chó úp mặt. Vươn về tư thế tầm ván. Đẩy ra sau, tư thế chó úp mặt. Nhịp cuối cùng nào, vươn về tư thế tầm ván. Và đẩy về tư thế chó úp mặt. Bám chắc tay. Từ đây mình rút chân phải duỗi về phía sau, chỉ dài chân phải của mình ra phía sau và bước bàn chân phải ra ngoài bàn tay phải phía trước của mình. Đặt ra phía ngoài hai tay chống bên trong nào, mình lắc lư nhẹ vùng hông. Chống thẳng cánh tay và nhấc cái vùng mông một chút, mình nhìn về phía trước. Đừng để cái đầu gối xòe ra này, kẹp cái đầu gối vào người. Sau đó đặt tay phải lên đầu gối bên phải của mình. Vặn vai mình về hướng bên phải. Lúc này bí quyết là bạn nhìn chéo về sau sẽ giúp cái vai mình mở được nhiều hơn. Sau đó nhìn lên trời và duỗi tay bên phải của mình hướng lên trời. Đừng rót cái đùi sau nhiều quá ha. Mình nhấc cao lên và mở rộng vai, dụng mạnh hướng lên trời. Nào, cố lên giữ lại. Một hơi thở nữa nha, hít vào. Và quỳ xuống, chạm tay phải xuống, bước về, trả trở lại tư thế chó úp mặt phía sau. Mình dạng người mình ra. Vươn về tư thế tầm ván, hạ gối, ọng lưng 8 điểm này, hạ ngực, hạ cằm. Trườn lên rắn hổ mang ha, duỗi dài đùi, chống tay, vươn vai lên rắn hổ mang. Và trả trở về trở lại tư thế chó úp mặt nào. Đưa về sau, đào đót thở ra. Đổi bên nha, mình bám chặt tay, rút chân trái, chỉ về phía sau. Sau đó bạn sẽ bước chân trái đặt ra ngoài bàn tay bên trái của mình phía trước. Nào bám hai tay chắc nào, thẳng cái cánh tay, giữ cái đùi chắc, nhìn về phía trước. Tay trái đặt lên đầu gối bên trái, nào vặn cái ngực mình, xoay về hướng bên trái. Sau đó nhìn lên trời, hướng tay trái lên và đừng để rớt đùi sau, nhấc đùi sau cao một chút, chống chặt mũi chân phía sau. Nào lắng nghe vào hơi thở của mình. Một hơi thở nữa thôi. Hít vào nhìn lên. Và nhìn xuống sàn, chống bàn tay. Mình rút về tư thế chó úp mặt. Nào giãn lưng mình, duỗi về phía sau. Vươn về tư thế tầm ván. Hạ gối này, hạ ngực và cầm xuống sàn. Trườn lên rắn hổ mang. Hít vào nào. Vươn ngực, mở lưng, mở vai trên. Và trả về tư thế chó úp mặt. Mình duỗi lưng mình về sau, lắc lư lưng và vai nhẹ nhàng. Sau đó mình sẽ bước hai chân của mình ra ngoài hai bàn tay phía trên á. Nào bước ra ngoài tay này, chân phải ra ngoài tay phải, chân trái ngoài tay phải và mình ngồi xuống vào tư thế squat, lồng ngực mở rộng. Xoay về phía trước cho mọi người nhìn thấy. Nào hai tay chắp, lồng ngực mở ra. Lắc lư nhẹ bên phải, bên trái. Nào, giữ chặt ở đây ha. Uốn căng, bảy căng. Nào, một hơi thở nữa thôi. Hít vào sâu. Và mình thở ra. Chống hai tay lên hông và mình đứng lên. Nào, mở rộng hai chân mình ra. Mở ra bằng cái độ dài, gấp đôi cái độ dài của cái hông mình á. Chân bên phải xoay 90 độ dọc, chân trái xoay 90 độ ngang. Nào, lưng xoay về hướng phía trước màn hình. Hai tay dang ngang, khuỷu gối phía trước. Đây là tư thế chiến binh. Lồng ngực mở rộng, đừng nhúi người về trước ha. Mở cái ngực, mở vai rộng ra. Đáp tay trái, trượt theo cái đùi trái. Khuỷu xuống chút nữa và nhìn theo tay phải của mình lên trời.
Nào hít vào sâu. Mình sẽ vào tư thế tam giác này. Thẳng gối phía trước. Duỗi cái tay phải xa về trước nữa nào. Hướng mắt nhìn theo. Xa hơn. Xa hơn tới khi nó nắm được cổ chân bên phải. Hoặc chạm về trước. Hoặc là nhiều hơn ngón tay. Nào xoay vai. Và ngẩng mặt nhìn lên trời. Nhìn theo tay bên trái của mình. Rồi chống tay trái vào hông. Nhìn về bên phải. Mình đã quạt tay phải mình lên. Trở lại hít vào hướng lên. Thở ra chống lên hông. Đóng trên bên phải của mình. Ngang xoay dọc trên bên trái của mình. Sau đó xoay về đầu màn hình. Ngang ngang hai tay. Hạ đùi bên trái vào tư thế chiến binh 2. Đáp tay phải vào đùi phía sau. Duỗi tay trái lên. Và nhìn theo tay trái trên trời. Sau đó thẳng gối bên trái. Nào mình rướn cái người duỗi về phía trước nè. Vươn tay trái xa nở. Xa nở cho tới khi tay trái nắm cổ chân. Hoặc là chống xuống sàn. Và mình vươn mắt nhìn theo tay phải của mình trên trời. Mình sẽ giữ cái tay trái nắm cổ chân. Và nhìn theo tay phải trên trời. Từ từ, mình dùng tay bên phải chống lên hông. Nhìn về bên trái, mình lại vươn tay trái lên trở lại này. Hít vào vươn lên. Hạ về vùng eo của mình. Đóng chân trái về phía trước. Lúc này, cả hai mũi chân hướng về phía trước màn hình. Chỉa chéo ra thành chữ V ấy, mọi người. Tay chống hông. Nào nhìn lên. Duỗi mông về sau, mình cúi từ từ về trước nào, cúi chậm. Nếu đau chân quá, hãy chạm xuống sàn. Hoặc là khuỵu đầu gối. Nếu giữ được, hãy cúi nhẹ đầu cho tới khi trán mình chạm trán, chạm sàn và cúi chỏ hạ xuống sàn luôn. Nhẹ nhàng chống hai bàn tay thẳng, cánh tay chống thẳng lên. Từ từ mình khuỵu đầu gối bên phải, co lại duỗi mũi chân về sau. Co gối trái duỗi chân về và ngồi mông đặt lên gót chân của mình. Nào mở rộng vai và lồng ngực. Hai tay đặt ngửa, ngón cái chạm vào nhau. Và ngồi lên gót chân, lồng ngực mình mở rộng. Mình hít vào sâu. Mình thở ra. Hãy giữ mắt nhắm, hãy giữ lưng thẳng như vậy, tập trung vào vùng cằm nào, hít vào, mình chỉ cằm lên trời. Thở ra, cúi xuống, gập cằm vào lồng ngực của mình. Một nhịp như vậy nữa, hít vào, kéo cằm lên. Thở ra hạ về trước ngực. Sau đó quay về vị trí trung tâm. Nào, hãy cùng nhau hít một hơi dài. Và thở dài ra cùng nhau. Mở mắt ra. Namaste. Thank you mọi người. Cảm ơn mọi người đã tập cùng mình trong cái bài tập vừa rồi ha. Một bài tập ngắn đơn giản như vậy thôi cho những bạn bận rộn tập vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Và giúp bạn thư giãn lại phần vai, phần gáy rất là tốt. Nào, tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau nha. Bye bye mọi người.